Xin chào tất cả các bạn. Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Người Quê Channel. Hôm nay mình có hai con vịt đây các bạn. Hôm nay mình sẽ làm món vịt nướng chào. Mình xem nhiều video ở trên YouTube thì mình thấy người miền Tây trong miền Nam đấy họ thường làm gà vịt nướng chao, mình không mua loại chao. Hôm nay mình sẽ làm thử món vịt nướng chao. Thì tới mình có hai con vịt thì mình sẽ nướng một con nướng chao và một con nướng sa tế để thưởng thức và xem hai nướng hai loại gia vị này thì loại gia vị nào ngon hơn các bạn nhé. Thôi bây giờ mình sẽ bắt đầu mình đi tổng nước để nướng. Thì hôm nay mình làm buổi chiều nên trời nó đã nhá nhem tối rồi mà lại mưa nữa nên thời tiết nó lại tối nhanh. Còn bây giờ mình sẽ bắt đầu mình đi tẩm nước để mình nướng vịt này các bạn nhé. Còn bây giờ mình sẽ bắt đầu mình đi ướp hai con vịt này các bạn. Mình sẽ ướp hai con ra hai cái chậu khác nhau. Một con mình sẽ nướng bằng chao này các bạn. Và một con mình sẽ nướng bằng sa tế. Còn bây giờ mình sẽ đi ướp nhé các bạn nhé. Mình sẽ ướp chao trước. Ui cái này bình thường thế. Mình sẽ chao đây các bạn. Hoặc là đậu các bạn. Mình sẽ cho vào con này. Mình cũng chưa ăn nhé. Không biết là nó có ngon không. Rồi, mình sẽ cho một ít thôi. Nhà mình hầu như là chưa ai ăn cái chao này bao giờ. Mình sẽ nướng một ít thôi các bạn. Cho một ít. Cho một ít đường. Một ít mì chính nha các bạn. Và cho một ít tỏi cho nó thơm. Và cái con nướng sa tế này mình thế cho nốt phần tỏi còn lại. Đây là sa tế các bạn nhé. Sợi cay. Mì chính. Và dầu ăn nữa các bạn nhé. Còn như các bạn xem những cái video của mình ấy, thì món ăn nào mình nướng mình cũng hầu như là mình đều cho ấy hết các bạn, cho dầu ăn. Cho dầu ăn thì nó sẽ thơm, nó sẽ không bị nó sẽ dầu ăn và nó sẽ mềm cái thịt, nó không bị khô các bạn. Ui, cái chào này nó mùi hằng. Chao này nó là bằng cái đậu phụ thôi các bạn. Đậu phụ ngầm lẫn cái gì ấy mình cũng chẳng rõ. Nhưng mình thấy ở trong Sài Gòn và miền Trung, miền Nam, xin lỗi các bạn, miền Nam. Các bạn trong đó các bạn hay làm món vịt nướng chao, gà nướng chao hay lộc. Lộc chao cũng ngon. Bây giờ mình sẽ đi ướp nốt con vịt nướng sa tế này được các bạn. Vịt sa tế này thì thơm. Mùi chao này với người lần đầu mùi cũng mình chả cảm nhận được nó là cái mùi gì giống cái gì các bạn. Mình thấy các bạn trong miền Tây, Sài Gòn, miền Nam các bạn hay nướng chao mà mình cũng làm vịt nướng chao cho bạn. Con này đấy, hai con vịt mình đã ướp xong rồi đây các bạn. Ướp xong các bạn thì tầm độ 15 phút sau thì các bạn đem mình nướng các bạn nhé, cho nó ngấm gia vị vào hết nhé. Vịt mình đã ướp được độ 15 phút xong rồi, mình đã xiên lên cái cây này rồi đó các bạn. Và mình cũng đang bắt đầu mình đi nướng rồi đó các bạn. Giờ mình bắt đầu mình cho vào để bắt đầu mình nướng lên nhé. Quay gòn lại là này cho các bạn xem nhìn nó hấp dẫn nhỉ. Con này là vịt nướng chao các bạn nhé, còn con này là nướng sa tế và tỏi. Con này là nướng chao này. Các
bạn nhìn thấy có thấy kích thích quá ngon. Tạc xả nhìn đẹp đấy. Quay gần đặt một lưới nữa cho các bạn xem. Quay gần đặt trong cho các bạn xem. Vịt mình đã nướng được hơn 10 phút rồi đó các bạn. Giờ vịt nó đã bắt đầu nó đang chuyển sang màu vàng rồi. Đây là vịt nướng chao nhìn màu đẹp các bạn. Còn bên này là vịt nướng sa tế đây. Bây giờ mình mới nướng được hơn 10 phút rồi các bạn. Vẫn còn chưa chín đâu. Vẫn phải chờ các bạn. Chỗ này hơi bị sống một chút nên không sao. Cái chỗ đấy không biết sao mà nướng mãi không chín. Cái chỗ đấy các bạn, nó ướp nó hơi dày. Như thế này là đã chín rồi đó các bạn. Đây này, quay gần lại cho các bạn xem này. Ngon không? Hấp dẫn. Đây, các bạn nhìn này. Đây các bạn nhìn này. Nhìn ngon không các bạn? Quá hấp dẫn. Thôi, chín rồi, bây giờ mình sẽ đi thưởng thức cái món này đây. Các bạn đi thưởng thức cùng với mình nhé. Bây giờ mình sẽ rửa ra để đi ăn cơm các bạn. Tối rồi. Thịt ngon thơm các bạn. Úi xời, nóng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Video và những món ăn tiếp theo nhé. Xin chào nhé.